大家好，我是 Steven， 中国大叔行走在越南。那我们学校呢，我们这个中心呢正式开始上课了。然后今天是本来是第三节课，但是现在赶上越南的雄王节，所以放假了。然后放假了，今天刚好有空呢，在这里参观了一下我们学校的这个展览。还有看到好多，竟然我们学校有专门输送到高雄师范大学的这个培训班，因为以前只是教书嘛，教完走了，没有太多的接触了解。现在有时间，哇，真的是感到特别惊讶。啊，现在拍一下给大家看一下。啊，这个是我们学校留学日本的这个画面，好，拍摄的镜头。那我们再看一下这个。这上面是去年我们组织活动的教师节的时候，老师们穿上奥黛，在安平湖边呢拍照留念的活动。那大家可以看一下，这些学生呢是我们学校培训完送到高雄师范大学，然后他们有留影寄回来给我们的。 OK， 那简单给大家分享到这里哦，那我们会努力加油做好教育。Xin chào, mình là Quỳnh Trang, năm nay mình 19 tuổi, mình đến từ Quảng Bình, hiện tại mình đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Em quê ở chỗ nào không? Em quê ở Minh Hóa, Quảng Bình. Minh Hóa của mình á? Vâng. Nhà em có bao nhiêu người nhỉ? Dạ, nhà em có 8 người, hiện tại là đang có 8 người. 8 người? Tại vì có bà nữa, vâng ạ. Em có mấy chị em? Nhà em là hiện tại là 5 chị em gái. Và em là đang con lớn trong nhà. Em là con cả đúng không? Vâng, em là con cả. Còn có 4 em gái nữa đúng không? Vâng, em đang có 4 em gái. Sao không có con trai nhỉ? Dạ, tại vì không có con trai. Thầy hỏi cô để em không trả lời được. Ok, ok. Bây giờ em đang làm việc ở đâu? Hiện tại em học và làm việc tại trung tâm. Em làm bao lâu rồi? Em làm được hơn 2 tháng, gần 3 tháng. Hơn 2 tháng à? Vâng, hơn 2 tháng. Ok. Thì lương bao nhiêu tiền? Lương một giờ của em là part time, nên một giờ của em là 20.000. 20.000 á? Vâng ạ. Thì một tháng tầm bao nhiêu tiền? Một tháng nếu em làm đủ tháng và tăng ca nữa thì là gần 3 triệu. Hơn 2.6, gần 3 triệu. Gần 3 triệu? Vâng. Thì tình hình như thế thì sẽ nhờ em làm thêm nữa, có được không? Vâng ạ, em mà tại vì thời gian em cũng rảnh nên em sẽ nhận lời làm thêm của thầy. Bởi vì là thầy có nhiều bạn ở bên Đài Loan và Singapore ấy, người ta muốn học tiếng Việt. Vâng. Thì thầy sẽ nhờ em dạy mỗi buổi phản đấy. Vâng, em luôn sẵn sàng để dạy ạ. Thì lương vẫn theo bên này nhỉ? Vâng. Bên em làm 20.000 một tiếng đúng không? Vâng, thì vẫn trả cho 20.000 một tiếng. Vâng. Nhưng mà thầy tính cho em một tiếng giấy nhỉ? Vâng. Bởi vì anh nhà còn gần đây. Vâng. Em có xe không? Dạ không, hiện tại thì em không có xe. Không có xe, vâng. Đi bộ nhỉ? Vâng. Đi bộ sang kia. Vâng. Thì thời gian là cho là tầm lúc 7 giờ tối nhỉ? Vâng, 7 giờ tối. Thời gian này em cũng dậy nhỉ? Em làm bao nhiêu tiếng đồng hồ trên này? Trên này em làm 5 tiếng, từ làm ca tối từ 4 rưỡi đến 9 rưỡi. Vâng. 5 tiếng. 5 tiếng. Có tiền tiền ăn không? Dạ không. Bọn em làm part time nên thời gian làm cho sinh viên ấy. Nên thời làm thời gian đó nên không có tiền ăn ạ. Bây giờ anh hiện đang sống ở đâu? Dạ. Anh hiện đang sống ở đâu? Em hiện đang sống tại ký túc xá ở trung tâm luôn. Có mát điện không? Dạ có. Một tháng thì cả tiền điện, tiền nước, tiền điện, tiền nước và tiền phòng thì em hết gần hơn 1.2 triệu. Hơn 1.2 triệu hả? Vâng ạ. Hơn 1.2 triệu thì sẽ sắp xếp công việc cho anh kiếm được hơn 1.2 triệu nhé. Vâng. Ok. Chắc là thì sắp xếp thời gian.
và hỏi người ta thời gian nào tiện lợi. Vâng. Cho tận lúc về giờ tối nha. Vâng. Ok. Hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây nha. Vâng. Bye bye. Bye bye thầy.